một thị trường giàu có hơn 2.000 tỷ USD được Việt Nam hướng tới khai phá. Thưa quý vị, vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến công tác dự hội nghị cấp cao ASEAN, GCC và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út. Đáng chú ý, đây là chuyến công tác đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Ả Rập Xê Út. Đặc biệt, bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cao ý nghĩa của hội nghị, mở ra kỳ vọng to lớn để hai bên cùng phấn đấu đưa quan hệ lên một tầm cao mới với những thông điệp rất rõ ràng. Đây cũng là cơ hội thắt chặt hơn mối quan hệ với tất cả các quốc gia vùng vịnh, một khu vực có tổng GDP lên đến 2.200 tỷ USD. Trên cơ sở đó, 10 đứng đầu chính phủ Việt Nam đã đề nghị ASEAN và GCC cùng nhau tạo thuận lợi hơn nữa để kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính, là động lực kết nối hai khu vực, bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Theo đó, các quốc gia vùng vịnh đều cho rằng còn nhiều dư địa hợp tác với Việt Nam, cũng như Việt Nam có thể mở cửa để thu hút các khoản đầu tư lớn,